Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với nhà một con máy mài khuôn của Mitachi. Em sẽ xoay một dòng máy cho cả nhà xem ha. Con máy này về là mới phải là 95-98%, cực kỳ mới. Một con máy mài khuôn Hitachi cực kỳ xịn sò luôn. Con máy mài khuôn này đặc biệt là có điều tấp nha cả nhà. Đây là dòng đời mới hơn nhựa ha. Rồi em sẽ đọc thông số của con máy mài khuôn Mitachi. Con máy mài khuôn Mitachi này có model là MGSV1 BDC. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V. Có công suất là 735W. Có vòng tua điều tốc từ 3.500 đến 9.000 vòng một phút. Dạ rồi. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện một ít máy cho cả nhà. Đây là dây nguồn của hai máy ha, còn rất mới, chữ nghĩa rất trắng sáng. Rồi bây giờ em sẽ mở số 1. Số 2. Máy chạy cực kỳ êm nha. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Một con máy này ấy cả nhà ha, coi cái trên này ha, vẫn còn rất bóng ha. Con này á sử dụng cốt là 6 ly nha, cốt thông dụng 6 ly. Dạ, em sẽ đọc lại thông số của con máy mài khuôn Mitachi này, mới gần như là phải là 98%. Con máy mài khuôn Mitachi này có model là MGSV1BDC. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng điện là 100V. Có công suất là 735W. Có vòng tua là 3.500 đến 9.000 vòng. Điều ốc 6 số. Em bán cho cả nhà một con máy mài khuôn Mitachi mới cũng phải gần 98% như thế này, với cái giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 đồng cho cả nhà sử dụng một con máy gọi là để siêu tầm và sử dụng ha. Một con máy cực kỳ mới, rất mới. Nếu mà máy á, về cái phần nhựa thì cả nhà biết là khi sử dụng lâu dài á là nó sẽ rất là bóng, do là mình cầm mồ hôi tay rồi này kia á, nó rất bóng ha. Còn con này là rất còn nhựa, còn nhám luôn. Đó. Đây. Rồi. Thì ai có sử dụng đến con máy mài khuôn Mitachi này có điều ốc 6 số thì liên hệ em ha. Em bán là 2.200.000 đồng, giá em bao gồm cả phí vận chuyển và đóng gói nha. Ai có liên hệ tới sử dụng thì liên hệ em ha. Em cảm ơn cả nhà.